Hello, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay cũng như có một cái đợt update mới khá là lớn những, những thứ như là uh, Nata sự kiện uh, đánh bạch của tinh ba lần. Thì rất là may mắn khi mà tông môn của mình không phải uh, tông môn Hạo Thiên, mình mới gia nhập vào tông môn Hạo Thiên. Thì uh, tông môn Hạo Thiên đã mở ba lần đánh bạch của tinh khá là sớm các bạn ạ. và mình đã được trải nghiệm ba lần bạch của tinh khá là sớm còn đối với server s 1 thì mọi người đang thiết lập vào thứ bảy cái này thì vấn đề thiết lập nó sẽ tù thuộc vào tông chủ nha các bác tông chủ hay là phó ờ hình như cái này chỉ là có trưởng môn mới có yêu cầu thôi chứ không phải là phó bình thường thì chúng ta đi cái uh, cái nấu ăn ấy thì có thể là phó và trưởng môn đều là người có thể thiết lập được nhưng chỉ riêng cái bạch của tinh này thì uh, mọi người phải uh, chờ trưởng môn mới thiết lập được nhé cái việc thiết lập này nó sẽ tùy vào à, quyền quyết định ở trường môn cũng như là sự thống nhất của mọi người trong server. Ok chúng ta cũng cùng đảo qua cái quy tắc cơ bản của cái hoạt động này, này một chút thì cái hoạt động này nó sẽ reset vào lúc 4 giờ sáng thứ hai hàng tuần và nếu mà các bạn không thiết lập cái giờ đánh nhé thì nó sẽ mặc định là mở vào lúc 21 giờ30 thứ bảy nó nghĩa là tối thứ bảy nó sẽ mặc định nó mở thì cái này là tùy thuộc vào mọi người trong tông môn rồi mọi người gửi thư nhắc nhở nhau. Thì hiện tại mình đang trải nghiệm cái độ khó một cấp quái là 80 và trạng thái là đang làm. À, chúng ta sẽ có chức năng là di chuyển này cũng như đi này. Đấy, các bạn thấy chưa? Ui, vào đây, đây bảo vệ đường tăng, diệt tiểu yêu. <laughs> cũng khá khá là tấu hài đấy. Thì khi mà ra cái sự kiện này nó có một cái hay là à, các bạn sẽ rất khó để farm được clon. Nghĩa là cái này các bạn muốn kiếm càng quà nhiều Thì đồng nghĩa với việc là chúng ta cần phải lên ấy đánh lên map càng cao các bạn nhé Là tăng cái độ khó của mình lên Thì nếu mà clone farm thì thường clone sẽ rất, rất là khó farm ấy thì mong đằng quà ở cái này sẽ tạo ra cái sự đột phá Thì nó sẽ làm ra cái sự chênh lệch giữa tông môn clone và tông môn là người thật việt thật hoặc là tông môn boss Đấy, cái này sẽ rất ngon nếu mà các bạn mà có nhiều bó chẳng hạn có thể leo được giới hạn càng cao đúng không? giới hạn cái độ khó càng cao thì mong rằng cái độ khó maximum <laughs> chứ nhiều lúc mà có những tông môn mà có siêu bó thì người ta kéo đồ cũng khá là tốt à, được cái là mình rất thích cái tính năng này thì mình cũng để câu chuyện của cái s 52 của mình thì khá là vắng như chùa bà đanh đúng không? thì bây giờ thì với việc mà ra cái sự kiện bạch cột tinh này thì bây giờ <laughs> mình vào server không sợ ma nữa mà ngày, mọi bữa ngày xưa ấy mình vào game thì đa số server này thì uh, cũng chia ra hai ba tông môn bây giờ thì mọi người đã gộp lại rồi thì việc mà gộp lại thì giúp mọi người có câu chuyện nói với nhau hơn tuy rằng là uh, chỉ nói chuyện trong tông môn thì nó còn đỡ hơn là đi vào một cái server mà các bạn khá là sợ ma nếu mà không nói chuyện được tông môn thì chúng ta sẽ gãy ra kênh thế giới ta gãy đúng không đây các bạn thấy xem cho cái bảng xếp hạng này nó cũng tính điểm nha các bạn vậy là việc mà chúng ta chăm chỉ farm thì cũng rất có lợi nha các bạn đây xuất hiện mạch cực tinh rồi nhá đánh đến một cái số lượng nào đó thì bắt đầu xuất hiện mạch cực tinh và chúng ta sẽ lên mục thôi <laughs> ui có đọc cả à? có người chế kìa các bạn đang hồi sinh ôi ông ấy giết cụ tiên bà lão kỳ la từ mà nó gọi ra bạch cột tinh nhá nhở hay là phải đợi bạch cột tinh xuất hiện là kìa chắc là ở giữa 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 má à à ở ở bên góc uh, góc cửa trên các bạn ấy vậy là có ba cửa thì sẽ có một cửa là chúng ta phải đợi ui <laughs> à, giống kiểu đánh cảm giác ôi vẫn đánh kịp các bạn nhá ui không kịp mới chạm được à, chưa kịp đánh các bạn ui qua kia cũng được nha các bạn Qua cũng ổn và đánh cũng khá là dễ đấy không khó đâu các bạn nghĩa là chúng ta sẽ đánh một đống quái xong một đống quái đó thì chúng ta sẽ đánh bạch cột tinh ông nào nhanh thì hên thì à, có bảng xếp hạng đam đúng không đấy ok nhá đấu giá thời gian tạo lại báo thức đã các bạn đợi mình xíu trò chơi này ăn rồi báo thức xuống đi đây. đây mọi người chạt kênh này. sao nhạn dậy cấp một chả nhàn đồ khó một mà sau này mong rằng đồ khó sẽ giới hạn tới bao nhiêu mỗi lần trưởng môn sửa thời gian kêu chiến và đồ khó đều sẽ tự động gửi thư cho tông môn vậy là các bạn à, sắp tới thì cần phải để ý một chút về vấn đề thư từ trong tông môn đôi lúc à, hoặc là không thì các bạn à, có thể vào check đa số thì mọi người trò chơi này mọi người có tông môn thì thường có zalo trao đổi với nhau khá là nhiều thứ nhất là hướng dẫn chỉ nhau bưu ác cũng như các kiểu thì đa số trò chơi đều có zalo hết mỗi tông môn đều có zalo đến khi mà các bạn chơi đến ngày thứ 60, 70 thì cái vấn đề về kỷ luật tông môn nó không cần nữa nó sẽ phụ thuộc nó sẽ ảnh hưởng với nhau bởi vấn đề là mọi người có tâm huyết chơi với nhau lâu dài hay không hoặc là cái 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 góc suy nghĩ về nhau về trò chơi nó hoặc là cái kiểu chơi nó giống với nhau thì mọi người sẽ trụ lại trong môn khá là tốt chứ thật ra là sau này các bạn gộp liên server ấy nó có một cái vấn đề là đánh nhau rất là nhiều ấy gộp xe liên xe vờ là cái linh mạch khoáng ấy nó đánh nhau tơi bờ luôn bây giờ mà đến nỗi mà cái cục một của mình ấy cái server S1S2 4 mình đang chơi đấy là hiện tại mình đang rối mù ấy, nhiều tông môn quá. <laughs> Nó không được sung sướng như, như 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 việc mà các bạn chưa gộp đâu các bạn nhé. Đấy nên các bạn hãy tận hưởng những cái tháng ngày mà chưa gộp đi. Sau khi gộp thì có người mất nhà, có người có nhà ở thì lúc đó chúng ta sẽ cần cái sự đoàn kết tông môn với nhau rất là nhiều. Riêng cái tông môn S1 của mình hiện tại mình đang chơi cái nick chính ấy, nick này thì phụ phụ nhưng mình vẫn tham gia hoạt động đều nhé hầu như mình không bỏ đâu bởi vì mình gắng uh, cho cái nick này chơi đến lúc sập kia mà nhưng hơi hơi gian nan mình nói thật chơi nick này gian nan cực kỳ uh, về câu chuyện mà tông môn thì việc đoàn kết của tông môn nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn ví dụ như các bạn mà tông môn đoàn kết đấy cho dù mất cái linh mạch này các bạn vẫn tồn tại được các bạn riêng cái tông môn ẩn của mình ấy chơi từ đầu xe vừa đến giờ mất linh mạch thứ nhất là mất một tháng có hôm mất một tháng luôn <laughs> mấy ông kia hay mõm kênh thế giới lắm Đâm hay bị đánh suốt nên mình thôi cũng kệ à, đối với cái trò chơi này thì cái linh mạch này nó không ảnh hưởng quá nhiều nhé ok nó có thể ảnh hưởng ví dụ như một ngày được à, 600 đi 600 trung bình 600 là một một tháng thì ít nhất cũng được 5.000 từ đây đi thì đối với 5.000 thì nó vẫn có thể là chấp nhận mất mát được nhé còn mà chúng ta gỡ lại bằng cái tâm ma bởi vì cái trò chơi này cái tâm ma khá là nhiều các bạn nhé các bạn tưởng tượng cái đối với danh tướng Ba quy thì cái khoáng nó khá là quan trọng nhưng đối với trò chơi này thì nhiều lúc đông người đông người rồi tâm ma farm nhau điểm tâm ma nó còn ngon hơn nữa mình cũng đã từng khá lần nói nhiều về vấn đề tâm ma rồi đây chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề bạch. Uh, cái sự kiện này tí đợi tí mình cũng phải đấu giá các bạn chắc là phải uh, múc giá chót bởi vì nick này hiện tại đã đủ tài nguyên để uh, lên nick này đã đủ tài nguyên để lên uh, cái gọi là À, thức tỉnh rồi đủ lên hồng hoang rồi các bạn nhé à, đủ lên hồng hoang rồi nick này đã mình đã đi vượt qua được hỏa diềm sơn rồi nick này mình đi hỏa diềm sơn rồi 200 mê lực chiến <laughs> Tiên ém lực chiến kinh các bạn 200 mê lực chiến Tiên <laughs> đi hỏa diềm sơn đã man không nhưng hơi buồn <laughs> tầm này server nào cũng đi trong hỏa diềm sơn rồi chắc là mình xin thẹp đấu giá chót mới vào tông môn mới mà đấu giá chót thì hơi khoai nhưng uh, các bạn thông cảm mình uh, xin phép tí đây chắc mình uh, đấu ra chọt luôn mình sẽ ra chọt luôn các bạn thì lúc đó mình sẽ lên cái hỏng hoang luôn đấy các bạn thấy chưa quá rất là ngon vậy là cái sắp tới là cái vấn đề kinh thi cái vấn đề hỏng hoang các bạn sẽ lên rất là tốt nếu mà các bạn tham gia cái sự kiện uh, bạch của tinh này chưa kể là các bạn được thêm một cái nguồn lời tức nhé các bạn được thêm một cái nguồn lời tức từ đây nữa Đấy. mình thôi chọt luôn các bạn kịp không còn một cái cuối này rồi lại vạn năm pháp bảo nữa các bạn cũng đấu nhiều đấy hầu như là mình sẽ đấu hết ôi nguyên bảo của ngài không đủ Ui, mọi người đấu giá sở ly từ này kinh thụng này. Ui mọi người, kinh thế. <laughs> Má cái sự kiện này ba lần của bạch của tinh này quá ngon thật các bạn ạ. Đây nhật ký này, sở từ đây. <laughs> mọi người giật câu hồn là sở từ, mình thì ui các bạn thấy chưa? Cái lượng quà kìa. Ui dã mạn phê thế này thì thật. Bây giờ thì nhưng cái này sở từ như thế này thì pin clone nó farm được nha các bạn clone chỉ cần một và cái nick nào khỏe khỏe nó vào nó clear ba cột chưa hẳn là clone không farm được nha các bạn clone mà các bạn cho ba nick chính đứng đứng cổng ba cái cổng rồi chăn cổng thì nó cũng khá là farm được đấy cũng khá căng đấy đấy bây giờ lại thiếu kim nguyên bảo kia không ai lấy vạn năng ui ui mình đủ lên thằng hoa rồi các bạn <laughs> đây mình tính à mình nhận thư là ui vẫn còn được thứ nhất là mình uh, ui bây giờ cái gì cũng từ cái ra được ba lần bạch của tinh này các bạn có đất để uh, để tiêu tiêu kim nguyên bảo rồi nha các bạn đấy mỗi ngày đánh được mỗi ngày bạn uh, tony đâu ra mỗi ngày bạn ơi <laughs> một tuần được lần được ngày lần thì mỗi ngày được lần thì viên chi lấy gì mà hút các bạn nói chung là thế này là ngon rồi mình tính à bây giờ lượng kinh thi của mình là ủa sao mà mình tính là ngày chưa đủ mà ờ à, đúng rồi ôi mình bị thừa cái kinh thi rồi các bạn ạ mình thừa kinh thi rồi mình cái kinh thi trong khi đó là lên là hình như cần 12 cái kinh thi thôi. À, đấu giá nhầm các bạn ạ. Thôi ngu rồi, ngu rồi. Thôi có gì mình sẽ đợi uh, thứ đây thừa bốn cái kinh thi ở uh, 7 bây giờ cần 7 7 và 3 Ui là 8 mà 8 mà trong khi đó mình chỉ được 7 các bạn ạ <laughs> nhọ thế thiếu một cái thôi thôi đợi thứ năm các bạn ạ. thôi đợi thứ năm mình lên clip úp hồng hoang cho các bạn xem thứ năm là sẽ ô lên vũ khí hồng hoang nha các bạn nick này đam khá là to đấy các bạn nhé đợt mà mình đi đánh bọt kia thì đứng không phải đam mình to đâu mà xe vừa vắng mình đứng tốp mì mì bún đam bọt cái sự kiện farm đánh bọt đấy các bạn à, chúng ta sẽ đảo qua một chút khi ba lần này vô tinh rồi nói chuyện quá chúng ta quyết à, như lúc nãy các bạn trải nghiệm rồi nhé bây giờ chúng ta sẽ đọc cái nội quy này quy tắc này quy tắc thứ nhất là mình đọc rồi này quy tắc thứ hai trưởng môn thay đổi thời gian khiêu chiến này nhưng uh, 15 phút trước khi mở phó bản thì không thể thay đổi được nữa này đấy thứ ba là gửi thư này mỗi lần thay đổi hoặc làm cái gì đều gửi thư cho tất cả tổng môn này. thứ tư là khi đến thời gian khiêu chiến phó bản sẽ tự động mở và bắt đầu tính giờ khiêu chiến nghĩa là có cái giới hạn cái thời gian khiêu chiến nhá Thứ năm nếu khiêu chiến thất bại phải đợi 6 giờ tạo lại Sau đó có thể tiếp tục khiêu chiến Thế là khá là thích nhỉ các bạn Đấy, Vậy là chúng ta sẽ có thể test được cái giới hạn bản thân của mình đến bao nhiêu Nghĩa là test tẹt bô các bạn Đấy Khiêu chiến lần nữa không giới hạn số lần Nhưng vẫn cần chuyển lần thiết lập thời gian là Nghĩa là khi khiêu chiến thất bại thì mất phải 6 giờ tạo lại Sau 6 giờ đó thì chúng ta sẽ được cả khiêu chiến tiếp Đấy, và việc khiêu chiến đó thì vẫn cần phải thiết lập lại thời gian cũng như là độ khó. Nếu khiêu chiến thành công, phó bản sẽ hiển thị trạng thái vượt ải. Lúc này trưởng môn vẫn có thể mở phó bản lần nữa. Nhưng sẽ hiển thị là trợ chiến đối với người chơi đã vượt ải lần này. À, nghĩa là vẫn có thể đánh lại được khi mà thành công. Nhưng ở trạng thái là trợ chiến thôi, không có qua. Quy tắc thắng bại thì là, thắng là đánh bạch của tinh chết. À, thất bại là đường thăng bị tiêu diệt hoặc là hết thời gian. Quy tắc thưởng, mỗi lần người chơi vượt qua độ khó phó bản mới đều sẽ nhận được thưởng vượt lần đầu. Nên là thưởng vượt lần đầu như lúc nãy là lấy 2k kim nguyên bảo ấy, quả cá là ngon nhé. Mỗi tuần sau khi người chơi vượt đại đầu tiên sẽ dựa vào tình trạng năng động trong chiến đấu của người chơi để gửi thư phát thưởng năng động tương ứng. Ui, còn có quả cá nhân năng động nữa các bạn ạ. Mỗi lần vượt phó bản bản đều sẽ câu đấu giá tông môn bao giờ đồ khó phó bảng càng cao thường đấu giá càng tốt vậy là nó câu chuyện nó hay là đồ khó phá bản càng cao thường đấu giá càng tốt mà đây là đồ khó một mà quà nó ngon như thế thì cái này sẽ nói về chất lượng quà nhé còn số lượng quà nó cũng sẽ phụ thuộc vào số lượng người tham gia hoạt động nhắc các bác cái trò chơi này mặc định nó như vậy cứ tên 20 người 30 người tham gia thì quả luôn luôn là nhiều các bạn nhé nó sẽ tính theo quả bởi vì kể cả các bạn chơi lâu rồi kể cả mình lấy từ thông tin từ danh tướng ma quỷ thế cái việc mà farm tông môn cờ lon ấy cho dù đánh bó đấy tông môn cờ xếp hạng 10 xếp hạng mười mấy như vậy nhưng tông môn cờ chỉ cần trên 25 người thì có tỷ lệ nhé có tỷ lệ sản xuất ra tướng đỏ ấy cũng như thần thông đỏ đấy chuyện bình thường vì thế cái chất lượng cái số lượng con người nó vẫn ảnh hưởng khá là nhiều đấy cứ nghĩa là nhiều người tham gia thì sẽ quà nhiều thôi đấy còn mà chất lượng cái quá ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào đồ khó đấy nó là hai câu chuyện nhá số lượng và chất lượng đấy các bạn nhớ giúp mình chất lượng thì nó sẽ phụ thuộc vào đồ khó mà số lượng <laughs> số lượng thì nó sẽ thuộc vào số người tham gia thôi đấy thôi video của mình đến đây cũng kết thúc thứ nhất là cũng là chào mừng tăng môn mới tính ra là mình là chơi xe nick này là áp lực về tông môn hơn mình nhiều mình bị kích mới vào tông môn mới cũng bị kích không phải là mọi người ác ý gì đâu thật ra là nhìn cái địa tiên thật ra mình cũng sáng tỉnh rồi chơi cái nick mà địa tiên mà đã cài chay nhá đã địa tiên rồi còn cài chay thì các bạn nói bảo là nó sẽ bị như thế nào Điều... lực chiến nó sẽ rất là thấp các bạn ạ đấy nó cái lực chiến thấp mà bị không đánh được không không bị hạn chế rất nhiều vấn đề nha khi mà các bạn không lên tiên vị vì thế mình cũng không khuyến khích các bạn là ép tiên vị đâu các bạn cứ lên xả bung tiên vị đi tốt nhất cứ xả bung tiên vị đi lên được tiên vị nào có lên tiên vị còn mình là do mình làm nội dung nên mình cần phải à, tạo ra những cái thử thách để làm mới cái nội dung content chứ các bạn thấy một người youtuber mà đi cày chay mà bị nó chửi cho <laughs> vì mọi người nó bón thành nhau lên bờ xuống ruộng như thế này đúng không đấy nói chung là cũng vì tất cả các bạn ấy các bạn quý mến thì cho mình xin một like một đăng ký chứ mình cũng không muốn dừng cuộc chơi ở cái nick này đâu thật sự là nick này bạn nào xem series là gian nan cực kỳ luôn đấy thôi cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo mình sẽ gắn úp clip nata trong ngày hôm nay cảm ơn các bạn rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại